Happy Life xin chào quý nhà đầu tư. Chúng ta đã phải trải qua giai đoạn đi xuống của chu kỳ kinh tế, lạm phát, căng thẳng tài chính, hàng loạt sự kiện biến động đổ sập các ngân hàng lớn tại Mỹ, kinh doanh ảm đạm đã bao trùm một bức tranh xám xịt của nền kinh tế thế giới. Mất việc và lạm phát khiến người dân ít lui tới các nhà hàng, trung tâm mua sắm và chấp nhận chọn hàng thiết yếu rẻ tiền hơn. Nhiều ngày cuối tuần dịp gần đây, một số trung tâm thương mại, khối bán lẻ của các tòa nhà ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vắng khách lui tới hơn. Một số nơi ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thậm chí xuất hiện tình trạng mặt bằng bỏ trống. Từ kinh doanh hàng tiêu dùng đến dịch vụ ăn uống, theo giới kinh doanh đều không còn sôi động như trước. Golden Gate là đơn vị sở hữu 22 thương hiệu chuỗi ăn như Mawa, Kichikichi, Hutom Sumo BBQ, Gogi House trên cả nước. Bà Lan Nguyễn, giám đốc tài chính của đơn vị được xem là ông trùm chuỗi lẩu nướng, cho biết ngành F&B, thực phẩm và đồ uống sau khi tăng trưởng mạnh hậu Covid-19 đã yếu đi từ quý 4/2022. Đến tháng 12, lượt các mùa lễ hội không như kỳ vọng, suy thoái rõ nét hơn sau Tết khi mọi người tiết giảm chi tiêu, bà Lan nói tại một sự kiện mới đây. Bà Kim Hân, một người bán văn phòng phẩm lâu năm tại một trường trung học phổ thông ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, kể rằng nếu mỗi ngày trước đây kiếm được 10 đồng thì bây giờ chỉ còn 6 đồng. Từ đầu năm, sức mua của học sinh giảm đáng kể. Theo bà giải thích, thu nhập của phụ huynh bị ảnh hưởng nên tiền cho con cái sinh hoạt cũng giảm theo. Vì thế, chi tiêu của gia đình cũng phải siết chặt. Không thay đổi chất lượng các sản phẩm quen dùng, nhưng bà mua hàng với số lượng ít hơn. Trước kia, hàng siêu thị chỉ cần có khuyến mãi hoặc chưa cần thiết lắm bà cũng mua. Còn bây giờ, những món có nhu cầu cấp thiết lắm thì bà mới sắm. Bà nói thêm. Từ góc độ nhà bán lẻ, bà Lê Huỳnh Phương Thục, CEO của Guardian Việt Nam, cũng cho biết giá trị đơn hàng của người mua đã giảm. Lượng hàng bán không đổi, nhưng khách chuyển sang sản phẩm bình dân hơn. Túi tiền người tiêu dùng bị ảnh hưởng nên cẩn trọng trong chi tiêu sản phẩm chăm sóc cá nhân, bà Thục nói. Đại diện một nhà bán lẻ lớn có cửa hàng khắp cả nước cho biết sức mua hiện tại chỉ bằng khoảng 65% trung bình năm ngoái. Ngay cả những ngày cuối tuần, sức mua cũng không tăng lên đáng kể. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho hay, doanh số bán xe toàn thị trường tháng 1/2023 giảm 51% so với tháng 12/2022 và giảm 44% so với tháng 1/2022. Theo Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 994.200 tỷ đồng, tăng 13% với cùng kỳ 2022. Nhưng nếu loại trừ yếu tố tăng giá, thì tăng 9,2%. Có cải thiện, nhưng quy mô này chỉ bằng 77,7% mức tăng trưởng thông thường, theo kịch bản không có dịch. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 2, sau khi Tết Nguyên đán đi qua, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lập tức quay đầu giảm 5,2%. Trong đó, doanh thu bán hàng giảm 8,3%, lưu trú ăn uống giảm 3,2%, du lịch lữ hành giảm 27,1%. Phân tích ngành bán lẻ của công ty chứng khoán SSI phát hành cuối tháng 1, dự báo toàn ngành sẽ đối diện sức chi tiêu thấp trong nửa đầu năm, với các mặt hàng giá trị cao, người có tiền cũng hoãn chi tiêu. Thế Giới Di Động, một ông lớn trong lĩnh vực bán lẻ, gần đây công bố kế hoạch doanh thu thuần vào khoảng 135.000 đến 150.000 tỷ đồng, lợi nhuận dòng 4.200 đến 4.700 tỷ đồng. So với thực hiện năm 2022, Thế Giới Di Động vẫn tăng trưởng nhưng không còn mức hai chữ số. Chưa kể, kế hoạch này là dựa trên giả định hoạt động sản xuất, tiêu dùng tích cực hơn từ giữa quý 3 hoặc quý 4. Việc làm và thu nhập là động lực của sức mua. Càng nhiều người làm việc và kiếm được nhiều tiền thì càng có nhiều nguồn lực trong nền kinh tế để chi tiêu. Nhưng cả hai yếu tố này từ đầu năm đều gặp khó khăn. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ tháng 9 năm ngoái đến hết tháng 1 có gần 547.000 lao động tại 1.300 doanh nghiệp bị giảm giờ làm, ngừng việc do đơn hàng giảm. Trong số lao động bị ảnh hưởng, hơn 48.600 người mất việc. Việt Nam là nước có ngành sản xuất thiên về xuất khẩu nhưng kim ngạch 2 tháng đầu năm nay giảm 10,3% so với cùng kỳ. Suy yếu diễn ra trên diện rộng ở các ngành hàng chủ đạo, đơn hàng cải thiện chậm khiến tình trạng cắt giảm lao động vẫn còn. Cùng với đó, lạm phát toàn phần tháng 2 ở mức 4,3% so với cùng kỳ 2022, thấp hơn mục tiêu 4,5% của Ngân hàng Nhà nước, nhưng vẫn được giới phân tích đánh giá là cần cẩn trọng. Bà Jun Liu, chuyên gia kinh tế phụ trách thị trường Đông Nam Á, Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu HSBC, kỳ vọng tăng trưởng tiêu dùng của Việt Nam sẽ ở mức vừa phải là 5,8% năm 2023, khi tác động mở cửa trở lại sau dịch mờ dần và ảnh hưởng của việc giá cả tăng cao trở nên rõ ràng hơn. Làm gì để cải thiện sức mua? Khác với giai đoạn đại dịch, khi động lực tăng trưởng là ngoại thương, sức cầu từ các bạn hàng nước ngoài đang yếu, càng khiến tiêu dùng nội địa nhận nhiều trọng trách hơn trong tăng trưởng kinh tế. Ông chủ ABC Bakery Cao Siêu Lực cho rằng, việc phục hồi sức mua cần thời gian trong bối cảnh này,
có thể mất thêm vài tháng hoặc đến cuối năm để người tiêu dùng mạnh dạn mở hầu bao hơn. Tuy nhiên, ông cho rằng tín hiệu mua sắm đợt lễ 8 tháng 3 vừa qua phần nào khả quan. Đại diện một chuỗi bán lẻ lớn xin được giấu tên cũng cho rằng do tình hình kinh tế vĩ mô khó khăn, người lao động mất việc và việc thắt chặt chi tiêu nên có thể sức mua sẽ trở nên khả quan hơn vào nửa cuối năm 2023. Nhưng trước đó, theo một số chuyên gia, một động lực có thể đến sớm hơn cho tăng trưởng tiêu dùng chính là du lịch nếu được khai thác hiệu quả. Nhìn vào số liệu tháng 2, trong khi tăng trưởng hàng hóa chậm lại đáng kể, thì mảng dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ liên quan đến du lịch tiếp tục tăng trưởng. Riêng tháng 2, Việt Nam đón 933.000 lượt khách nước ngoài, kỷ lục từ khi có COVID-19. Tháng trước, khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng đáng kể, đạt 55.000 lượt. Con số này bằng 10% trung bình trước dịch, nhưng diễn ra trong bối cảnh tần suất chuyến bay hạn chế và không có tour theo đoàn. Lượt khách nhiều khả năng sẽ bùng nổ khi chính phủ nước này vừa quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn từ 15 tháng 3. Ngoài ra, việc tìm ra những phân khúc không suy giảm chi tiêu để tập trung đầu tư và tung ra sản phẩm mới cũng là hướng doanh nghiệp nên cân nhắc. Bà Phương Thục cho hay, dù các mặt hàng chăm sóc cá nhân như dầu gội, sữa tắm, sức mua giảm thì nhóm làm đẹp vẫn sống khỏe. Ông Cao Sư Lực cũng cho rằng, sáng tạo thêm những sản phẩm, dịch vụ mới cũng là lối ra. Nắm bắt thay đổi hành vi của người tiêu dùng cũng sẽ tăng khả năng kích cầu. Khảo sát bình chọn doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao 2023 với 16.700 người tham gia, chỉ ra rằng thị trường hàng tiêu dùng đang phát triển về chiều sâu. Theo đó, người mua bây giờ không chỉ coi trọng chất lượng cảm nhận, độ bền, giá cả, mà các yếu tố như an toàn sử dụng, độ tươi ngon, thành phần dinh dưỡng, nguồn gốc, xuất xứ, công dụng, tính năng, chứng nhận chất lượng đang rất được quan tâm. Ví dụ, với thực phẩm, top 3 tiêu chí ưu tiên hàng đầu về tỷ lệ đồng thuận là vệ sinh, an toàn 55%, tươi ngon, hợp vị 53%, dễ tìm mua 46%. Cùng với đó, 47% và 41% được hỏi cho biết sẵn sàng chi thêm tiền để chọn hàng truy xuất được nguồn gốc và có lợi cho sức khỏe. Thương mại điện tử dù không tăng trưởng nóng như thời đại dịch nhưng vẫn là xu hướng lớn, giúp doanh nghiệp tiếp cận rộng hơn và giảm chi phí mặt bằng. Một số ông lớn xác nhận việc tiếp tục đầu tư vào chuyển đổi số để tăng trải nghiệm người dùng. Video được tổng hợp từ tác giả Viễn Thông của VN Express. Happy Life hy vọng bạn hữu có thể trang bị thêm kiến thức từ Happy Life Station. Hơn hết là nắm bắt được cách mà nền kinh tế vận hành, sự tác động to lớn của các biến động lên chính túi tiền của nhà đầu tư qua quyển sách Basic Economics, kinh tế học A bậc cờ, kinh tế học nhập môn cho nhà đầu tư đang có tại tủ sách Happy Life. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật tin tức thị trường và những video hữu ích về bài học và kiến thức đầu tư thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.